Xin được hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 3 âm lịch ngày hôm nay. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông, như ý. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên của những gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, các chuyên gia tử vi cảnh báo trong tháng 3 âm lịch này thì những gia chủ tuổi Tân Tỵ phải chịu nhiều ảnh hưởng bởi hung tinh Thái Tuế nên phải gánh vác trên vai rất nhiều áp lực, nhất là vấn đề kinh tế. Họ vô đơn chí, đây là một năm cực độc nếu như bản mệnh không nắm được vận trình Thái Tuế và cách hóa giải các hung tinh, thì những gia chủ tuổi Tân Tỵ rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Ngoài ra sẽ rất có thể gặp đại nạn trong năm 2022 nhâm dần này. Tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phá liên tục. Nhưng quý vị cũng đừng vì thế mà những gia chủ tuổi Tỵ phải quá lo lắng, bởi vì những khó khăn trở ngại trong cuộc sống đến với mình thì chỉ để giúp chúng ta hoàn thiện bản thân mình hơn mà thôi. Và thưa quý vị, sau những biến cố xui xẻo, bao giờ cũng là một con đường sáng lạn ở phía trước. Nếu nắm được vận mệnh và biết cách đi đúng hướng, thì những gia chủ tuổi Tân Tỵ trong tháng 3 này sẽ có được những thành công vang dội và cũng là những con giáp đứng đầu trong top những con giáp giàu có nhất trong năm 2022 nhâm dần này. Vậy thì, để có thể biết cụ thể hơn vận trình tài lộc của mình trong tháng 3 âm lịch này như thế nào, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết mà chúng ta cùng luận bàn ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Họ là người trọng tình, trọng nghĩa, trọng chữ tín và đối xử với mọi người không phân biệt giàu sang. Họ có tinh thần trách nhiệm rất cao, vì vậy mà ít nhiều sẽ đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống. Mặc dù khó tránh khỏi những thăng trầm theo thế cuộc, nhưng hoàn cảnh nào họ cũng thích ứng được. Người tuổi Tân Tỵ mềm dẻo nhưng nóng bỏng, thích giao tiếp, trao đổi, tính hướng ngoại cao. Sự nồng nhiệt của họ còn thể hiện ở chỗ thích những nơi vui nhộn, sôi động và náo nhiệt. Chính vì vậy, họ không giỏi che giấu cảm xúc của mình mà thường tâm sự trao đổi, chia sẻ với mọi người. Mọi cảm xúc của họ đều bộc lộ qua nét mặt hay là những phản ứng tâm lý về hành động, lời nói hay thái độ. Tháng này con đường học tập của những người sinh năm 2001 nhìn chung là thuận lợi. Bạn xác định được nhiệm vụ chính của mình nên luôn cố gắng tập trung, cố gắng, dù đôi khi có gặp phải những trắc trở, nhưng nhờ tinh thần tích cực chủ động, bạn hoàn toàn có thể giải quyết được thuận lợi. Vận trình tình duyên cũng có những bước phát triển rõ ràng. Bạn có thể có được sức quyến rũ của mình, biết được nó nằm ở đâu, nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác phái. Tuy nhiên, nên có chừng mực trong chuyện tình cảm, chớ để việc này gây ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chính của mình. Bản mệnh chú ý sinh hoạt khoa học, không nên vì nghĩ rằng mình còn trẻ mà thường xuyên thức khuya, ăn uống thiếu điều độ. Nếu quá trình buông thả bản thân, bạn dễ gây ra những ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của mình về lâu về dài. Xét về thiên can, Tân Âm Kim gặp giáp Dương Mộc nên gọi là chính quan, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ này cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần phải khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này dự báo nếu còn đang đi học, gia chủ tự biết cách điều chỉnh bản thân để tìm ra phương thức học tập phù hợp nhất, đạt thành tích cao nhất. Nhưng do tác động xấu của hung tinh, bạn dễ gây chuyện thị phi vì thái độ vô kỷ luật, thậm chí có lúc ảnh hưởng đến việc học tập, không giữ được lập trường chung, khiến cho cha mẹ, thầy cô phàn nàn. Ngoài ra áp lực học tập, điểm số khá lớn, khiến cho tinh thần của con giáp này chịu nhiều ảnh hưởng. Cha mẹ nên lưu ý để giúp con vượt qua những khó khăn trong thời điểm này. Nếu đã đi làm, bạn sẽ phải đối mặt với khá nhiều thử thách, đồng thời gặp nhiều rắc rối cũng chỉ bởi vì tính nóng nảy, không kiểm soát tốt cảm xúc của mình gây ra. Dù không thể phủ nhận năng lực làm việc của bạn, nhưng nếu cư xử một cách tùy hứng như vậy, bạn sẽ gặp rắc rối to. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Với sự hỗ trợ từ phía gia đình và bằng sự khéo léo của bản thân, tuổi Tân Tỵ hầu như không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong năm 2022. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì thấy tiền trong túi đang rủng rỉnh mà tiêu xài quá trớn. Cần phải tiết chế ham muốn của mình, nếu không sẽ dễ dẫn đến phát sinh thêm khoản chi, thậm chí là gây ra áp lực kinh tế không chỉ cho bản thân mà cho cả gia đình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng này, bạn có thể gặp phải một số vấn đề về dạ dày, đường tiêu hóa do ăn uống và sinh hoạt không điều độ. Ngoài ra, da dẻ của bạn cũng có dấu hiệu kém sắc. Do đó, bạn nên uống nhiều nước, chớ nên thức khuya để đảm bảo làn da luôn tươi tắn. Bạn nên bỏ thói quen ăn uống thiếu khoa học trong thời gian vừa qua. Thay vào đó, hãy duy trì nguyên tắc ăn uống với phương châm ăn sáng ngon, ăn chưa đủ và ăn tối ít. Tâm trạng của bản mệnh cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sức khỏe. Vì thế, đừng quên tìm cách đối phó tốt với những cảm xúc thay đổi thất thường mỗi ngày. Các quý gia chủ tuổi Tân Tỵ, hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tân Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này có các tinh chiếu mệnh sẽ giúp các mối quan hệ của bạn diễn ra hài hòa, tốt đẹp, làm gì cũng có người giúp đỡ, đi đến đâu cũng được yêu mến. Có những việc con giáp này không dự đoán trước được, vì thế hãy cứ để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên. Người độc thân có xu hướng trở nên hướng ngoại hơn, năng nổ kết giao, mở rộng các mối quan hệ hợp tác kể cả trong việc tìm kiếm một tình yêu mới cho mình. Các hoạt động đội nhóm cũng hứa hẹn sẽ mang về cho tuổi Tân Tỵ những mối quan hệ như ý. Có điều bản mệnh cần phải giữ tỉnh táo, kẻo bị kẻ tiểu nhân lợi dụng tình cảm mà lừa gạt cả tình lẫn tiền. Càng lừa người mới quen càng phải tìm hiểu cặn kẽ, chớ để vẻ hào nhoáng hay những lời đường mật chót lưỡi đầu môi của đối phương che mắt. Các mối quan hệ xã hội cũng như gia đình, họ hàng, bạn bè, thầy cô nhìn chung đều êm đềm và có ít xung đột. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuổi Tuất. Đối với người tuổi Tân Tỵ trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 3 năm 2022, tức ngày 4 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 3 năm 2022, tức ngày 16 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 3 năm 2022, tức ngày 28 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Tỵ trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 3 năm 2022, tức ngày 13 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 3 năm 2022, tức ngày 25 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ.
ngày âm lịch ngày 25 tháng 3 năm 2022, tức ngày 25 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Tỵ sinh năm 2001 trong tháng 3 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi cuộc sống của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.